Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6, các phường xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, dựa vào cộng đồng phòng chống sốt xuất huyết đợt 5 năm 2023 với chủ đề chủ động phát hiện và loại bỏ ngay nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, các phường xã huy động các ban ngành đoàn thể, cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh đến địa bàn được chọn làm điểm để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ bướm, hướng dẫn người dân tổng vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ, ngủ mùng kể cả ban ngày, kết hợp loại bỏ các dụng cụ chứa nước động, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để diệt trừ lăng quăng, bọ gậy. Để huy động cho cái đợt diệt lăng quăng này của đoàn phường thì trường cũng đã huy động số lượng học sinh cũng khá là lớn để mà tụi em tham gia vào cái chiến dịch này, cũng như là để giúp cho các hộ dân tiêu diệt đi những con lăng quăng, khiến cho họ bảo vệ sức khỏe của họ thứ nhất. Cái thứ hai là cũng như là để vệ sinh lại những cái lưu nước, cũng như là giúp cho họ có thể chuẩn bị cái tốt nhất cho mình để phòng tránh cái dịch sốt xuất huyết. Thì cô ủng hộ chứ không có gì, thì nói chung là cái bệnh này nó cũng nguy hiểm. Nó không phải cho trẻ em mà cho người lớn luôn. Đó. Thì mỗi nhà mình đều có ý thức thì mình thể hiện là mình giữ gìn vệ sinh cho gia đình của mình thì nó tốt hơn. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 hàng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiệu quả.